những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Hàn Quốc bắt giữ một tàu chở hàng đi từ Bắc Triều Tiên đến Nga. Mỹ, NATO hối hả chuẩn bị cho mọi tình huống chiến tranh bất ngờ với Nga. 14 khu tập trung lực lượng của Nga bị tấn công. Bộ bên Nga phải đi bộ vì cạn kiệt thiết giáp. Ukraine giáng đòn nặng nề nhất vào Moscow nhà máy lọc dầu hiện đại bậc nhất của Nga đã tê liệt, vùng Rostov lửa cháy ngập trời. Quân Nga suy yếu tháo chạy vào rừng, Ukraine hừng hực khí thế chiếm lại vùng đất phía bắc Sinkipka. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Hàn Quốc bắt giữ một tàu chở hàng đi từ Bắc Triều Tiên đến Nga. Vâng kính thưa quý vị, lực lượng bảo vệ bờ biển của Hàn Quốc đã bắt giữ một tàu chở hàng không cờ bị cáo buộc đang chở hàng cho Nga vì vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Con tàu di chuyển ngoài khơi bờ biển phía nam biển Nhật Bản. Con tàu có tải trọng 3.000 tấn đã bị cáo buộc đang chở hàng cho Nga từ Bắc Triều Tiên thông qua Trung Quốc. Vòng hoạt động này đã diễn ra vào thứ Bảy tuần trước. Có 13 người trên tàu, bao gồm một thuyền trưởng, một công dân Trung Quốc và các thành viên thủy thủ đoàn từ Trung Quốc và Indonesia khi thủy thủ đoàn từ chối dừng tàu theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật cảnh sát biển hàn quốc buộc con tàu phải chuyển đến cảng phía đông nam busan và buộc nó phải neo đậu tại đây bộ ngoại giao hàn quốc cho biết chính phủ nước này hiện đang điều tra phối hợp chặt chẽ với hoa kỳ một sự vi phạm có thể xảy ra bởi một tàu bị giam giữ trong các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc về triều tiên liên quan đến việc cung cấp hàng hóa bị cấm cho nga Báo cáo nói rằng các nhân viên thực thi pháp luật hiện không thể xác nhận rằng con tàu này đang chở hàng gì, vì thủy thủ đoàn từ chối mở nắp hầm hàng. Nghị quyết 2397 của Liên hợp quốc được thông qua vào năm 2017 cho phép Hàn Quốc ngăn chặn, kiểm tra và bắt giữ bất kỳ con tàu nào trong vùng lãnh hải nếu bị nghi ngờ nó đang chở hàng bị cấm đối với Bắc Triều Tiên theo lệnh của Liên hợp quốc. Theo báo cáo của Ukraine Form, Hàn Quốc áp đặt lệnh trừng phạt vào thứ ba chống lại hai tàu cũng như hai công dân Nga và các công ty của họ tham gia hợp tác với Bắc Triều Tiên. Mỹ, NATO hối hả chuẩn bị cho mọi tình huống chiến tranh bất ngờ với Nga. Thưa quý vị, đại diện thường trực của Mỹ tại NATO nhấn mạnh rằng Mỹ và các đối tác xuyên đại Tây Dương đang chuẩn bị cho việc Nga mở rộng chiến tranh với Ukraine sang lãnh thổ đồng minh, mặc dù bà nhấn mạnh rằng mối đe dọa như vậy không phải là sắp xảy ra. Cụ thể vào thứ ba ngày 2 tháng 4, bà Julia Smith, đặc phái viên của Mỹ tại NATO, nói với các phóng viên tại một cuộc họp ngắn rằng Nga vẫn là mối đe dọa hàng đầu mà chúng tôi đang phải đối mặt, nhưng lưu ý thêm, chúng tôi không thấy mối đe dọa sắp xảy ra từ Nga đối với lãnh thổ NATO. Bà Smith nhấn mạnh. Tuy nhiên, NATO không ngồi yên, liên minh không ngồi chờ bất kỳ tình huống bất ngờ nào có thể xảy ra. Thay vào đó, liên minh đang chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga qua email để yêu cầu bình luận, nhưng chưa nhận được phản hồi. Các quan chức và lãnh đạo NATO, đặc biệt là những nước nằm dọc biên giới phía đông của liên minh với Nga, ngày càng cảnh báo rằng Moscow đang đặt ra mối đe dọa trực tiếp cho NATO và cảnh báo về nguy cơ nổ ra một cuộc chiến lớn hơn trong thập kỷ tới. Họ cho rằng chiến thắng của Nga ở Ukraine sẽ khuyến khích Moscow và thúc đẩy nước này gây hấn hơn nữa. Vào ngày 2 tháng 4, bà Smith cũng lặp lại những lo ngại như vậy trong cuộc họp báo, bà nói rằng chúng ta cũng đã chứng kiến nhiều lần trong lịch sử, nếu một nhà lãnh đạo hiếu chiến không bị ngăn chặn thì họ sẽ vẫn tiếp tục tiến lên. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là tất cả chúng ta phải giúp Ukraine đẩy Nga ra khỏi lãnh thổ của họ và chấm dứt hành vi gây hấn của Moscow. Tuy nhiên thì Mỹ không cảm thấy rằng mối đe dọa từ Nga đối với NATO đang hiện hữu ngay lập tức. Bà Smith nói rằng, chúng tôi không báo hiệu cho bất kỳ ai rằng chiến tranh sắp xảy ra. Chúng tôi tìm kiếm các dấu hiệu và cảnh báo chúng tôi theo dõi tình hình thường xuyên để tìm kiếm các dấu hiệu và cảnh báo khác cho thấy nga đang chuẩn bị làm điều gì đó vượt xa những gì họ đang làm ở ukraine bà smith giải thích thêm rằng hiện nay chúng tôi thấy nga đang tham gia vào cuộc chiến bên trong ukraine nhưng hiện tại chúng tôi không thấy có dấu hiệu hay cảnh báo nào rằng một cuộc chiến tranh với nga sắp xảy ra trên lãnh thổ nato và tôi thực sự muốn nói rõ về điều đó chúng tôi không muốn tạo cảm giác cho các nước đồng minh của chúng tôi ở vùng Baltic rằng bằng cách nào đó chiến tranh sẽ ập đến lãnh thổ NATO chỉ sau một đêm, chúng tôi xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc, nhưng chúng tôi không coi đây là một mối đe dọa sắp xảy ra. 14 khu tập trung lực lượng của Nga bị tấn công, bộ binh Nga phải đi bộ vì cạn kiệt thiết giáp. Thưa quý vị, Ukrainska Pravda đưa tin, vào tối ngày 3 tháng 4, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày, 54 cuộc động độ được ghi nhận, đối phương phóng 5 tên lửa, thực hiện 50 cuộc không kích và 37 cuộc tấn công từ hệ thống pháo, tên lửa phóng loạt. Báo cáo có đoạn, trong 24 giờ qua, máy bay Ukraine đã tấn công 14 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí, trang thiết bị và một hệ thống tên lửa phòng không của Nga các đơn vị tên lửa đã tiêu diệt hai khu vực tập trung quân một hệ thống pháo binh một trạm jada một trạm tác chiến điện tử và một điểm kiểm soát uav của đối phương bộ tổng tham mưu khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của nga ở kupian liman bakhmut Avdiivka và novo pavlov báo cáo viết rằng trong ngày đối phương không tiến hành hoạt động tấn công theo hướng orekhovsky trên hướng Kherson, Nga không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Kiev ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnipro với bốn đợt tấn công bất thành. Ở một diễn biến khác, lực lượng Nga đang gặp phải vấn đề lớn về hậu cần. Vì thiếu phương tiện nên lính Nga phải đi bộ trên chiến trường Ukraine. Điều này đã được báo cáo bởi Trung tâm Kháng chiến quốc gia Ukraine. Trung tâm Kháng chiến quốc gia ghi nhận, không chỉ nhân sự quân đội Nga bị lực lượng phòng vệ tiêu diệt, mà sự hỗ trợ kỹ thuật của lực lượng chiếm đóng cũng đang cạn kiệt. Thông tin này được xác nhận bởi lực lượng ngầm ở phía đông Ukraine do các vấn đề về hậu cần, trong đó việc thiếu phương tiện, binh lính Nga phải đi bộ. Ukraine dán đòn nặng nề nhất vào Moscow, nhà máy lọc dầu hiện đại bậc nhất của Nga tê liệt, vùng Rostov lửa cháy ngập trời. Thưa quý vị, hãng tin Reuters đưa tin, vào đêm 2 tháng 4, Ukraine đã giáng một trong những đòn nặng nề nhất vào lãnh thổ Nga trong suốt thời gian tiến hành cuộc xâm lược toàn diện. Một trong những mục tiêu của cuộc tấn công là nhà máy lọc dầu Taneko ở Tatarstan. Theo đó, thì máy bay không người lái đã bay cách điểm xuất phát tới 1.300 km. Reuters lưu ý với các phương tiện truyền thông Nga, cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu, nhưng nó đã được dập tắt. Tờ báo giải thích, nhà máy lọc dầu Tanenko là một trong những nhà máy lớn nhất và mới nhất ở Nga. Công suất sản xuất của nó đó là khoảng 360.000 thùng mỗi ngày. Ngoài ra thì máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công lãnh thổ của Alabuka, doanh nghiệp nơi mà sản xuất UAV loại Shahed. Theo nguồn tin của Reuters ở Kiev, nhà máy này đã bị thiệt hại đáng kể do cuộc tấn công này. Trong khi đó, nổ lớn trùng chuyện ở vùng Rostov, cháy lớn đã bùng phát tại một cơ sở lưu trữ ngũ cốc lớn vào thứ tư ngày 3 tháng 4. Một đám cháy lớn đã bùng phát ở Rostov-on-Don của Nga. Những người chứng kiến cho biết có một vụ hỏa hoạn tại một kho ngũ cốc ở ngoại ô phía nam thành phố. Đoạn phim có sẵn trên kênh Telegram 365 của Ukraine. Ngọn lửa bùng lên trong nhà chứa máy bay, nhanh chóng chìm trong biển lửa. Bên trong có một số ô tô và thùng chứa nhiên liệu bị phá hủy. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo nhà chức trách Nga, không có trường hợp tử vong hay bị thương. Đến tối thì lực lượng cứu hỏa đã khoanh vùng được đám cháy lan rộng tới 1.000 m vuông. Trước đó thì Dialog.ua đưa tin một đám cháy lớn đã bùng phát tại một nhà máy quân sự Uran mashplan ở Liên bang Nga và mái nhà cũng đã bị sập. Quân Nga suy yếu tháo chạy vào rừng, Ukraine hừng hực khí thế chiếm lại vùng đất phía Bắc Sinkipka. Thưa quý vị, lực lượng Ukraine đã tiến hành phản công thành công gần Sinkipka, theo hướng Kupian, đông bắc Ukraine, chiếm lại các vị trí và thiết lập vùng đệm trước quân Nga đang suy yếu. Tại đây, thì lực lượng Nga đã kiên trì cố gắng tiếp cận thành phố quan trọng Kupiansk trong nhiều tháng. Họ đã luân phiên các mũi tấn công khác nhau từ nhiều điểm dọc theo toàn bộ đường dây liên lạc, đặc biệt tập trung vào Sinkipka, một khu vực trọng điểm theo hướng này. Như một số nhà phân tích quân sự đã chỉ ra, Bộ Chỉ huy Nga dường như sử dụng chiến thuật sau đây ở Sinkipka. Đầu tiên là họ tiến hành một cuộc tấn công vào một mũi xung kích, thường bằng các cuộc tấn công trực diện với chi phí cao, cả về nhân lực và trang thiết bị. Điều này thường khiến khả năng chiến đấu của họ bị cạn kiệt. Lúc này thì lực lượng này phải tạm dừng để tự phục hồi, đồng thời cuộc tấn công được bắt đầu tại một điểm khác của tiền tuyến. Trình tự này lặp lại một lần nữa cho phép lực lượng Nga duy trì thế chủ động và tích lũy lợi ích cận biên theo thời gian. Về phần Sinkipka, Lực lượng Ukraine đã giành được chiến thắng có ý nghĩa chiến thuật sau nhiều tuần giao tranh căng thẳng theo vị trí. Các hình ảnh địa lý gần đây xác nhận rằng họ đã hành động thành công một cuộc phản công quyết định bằng cách sử dụng xe chiến đấu bọc thép và chiếm lại một số vị trí ở phía bắc Zhytomyr để lùi lực lượng nga về phía bắc và vào rừng một cách hiệu quả. Đoạn phim nhỏ do máy bay không người lái trên sát quay bắt đầu bằng cảnh xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Ukraine tiến đến một ngôi làng ở bìa rừng ở phía bắc ngôi làng. Khu vực này, trong những tuần trước, do lực lượng Nga kiểm soát, các hình ảnh cho thấy phương tiện này đã chiếm vị trí bắt đầu tấn công vị trí của Nga cách đó khoảng 400m về phía bắc bằng khẩu pháo là 30 ly. Một lúc sau, vị trí của Nga bắt đầu bốc cháy do vụ nổ thứ cấp. Các nhà phân tích của Nga xác nhận trong những ngày sau đó rằng lực lượng Nga còn sống ở vị trí này và đã rút vào rừng. Đồng thời các lực lượng bổ sung của Nga đóng trong một lùm cây phía đông vị trí này cũng rút thêm 1 km về phía tây bắc, về phía Sinvasa. Đối với khu rừng, lực lượng Ukraine cũng tiếp tục các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên diện rộng, thả đạn pháo vào chiến hào, thiết bị và nhân sự của Nga. Đặc biệt đoạn phim còn cho thấy một số lượng lớn các hoạt động vào ban đêm, trong đó nhờ camera giám sát ban đêm, lực lượng Ukraine cũng đang đẩy lùi lực lượng Nga bên trong rừng. Nhờ cuộc phản công này, thì lực lượng Ukraine đã giành được một vùng đệm nhỏ ở phía bắc Sinkipka, từ khu vực Vành Đai Rừng, trên đường tới Vinshava. Đoạn video thứ hai do một chiến binh Ukraine ghi lại cho thấy một cuộc đi bộ ngắn qua nơi từng là một trong những dãy nhà ở phía bắc Sinkipka. Dường như, người lớn này không hề đề phòng khi đi bộ, do đó cho thấy khu vực này hiện đã cách xa tiền tuyến. Những hình ảnh gây sốc cho thấy mức độ tàn phá nặng nề của nơi từng là đường làng. Mọi ngôi nhà cây cối và cơ sở hạ tầng hiện đã bị phá hủy hoàn toàn. Và đối với Ukraine, bước đột phá này có nghĩa là Ukraine đang triển khai phòng thủ tích cực ở đây và tận dụng mọi cơ hội để tiến hành phản công. Làm rõ tầm quan trọng đặc biệt của khu vực này đối với việc phòng thủ thành phố Kupiansk. Về phía Nga, việc mất các vị thế có thể cho thấy lực lượng Nga đồng trú ở đây đang bị suy giảm nghiêm trọng người phát ngôn nhóm lực lượng Kostya của Ukraine, đại úy Lia Yeslav gần đây tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã tăng cường tấn công dọc theo tiền tuyến theo hướng Kupiansk, nhưng lưu ý rằng tình trạng thiếu thiết bị và vũ khí đang hạn chế khả năng tiến hành hoạt động tấn công theo hướng này của lực lượng Nga. Ngoài ra, lực lượng Nga cũng có thể đang ưu tiên các hướng khác của mặt trận vào lúc này về vấn đề này, một nhà nghiên cứu phân tích quân sự nổi tiếng của Ukraine đã lưu ý và tuần trước rằng các đơn vị của trung đoàn súng trường cơ giới hóa số 272 cho đến nay vẫn chiến đấu theo hướng Kupiansk, đã được tái triển khai theo hướng Liman, có khả năng cho thấy sự ưu tiên tạm thời của tuyến này, theo hướng Kupian. Nhìn chung thì lực lượng Ukraine thể hiện sự kiên cường, tiếp tục chiến đấu quyết liệt trước tuyến phòng thủ Sinkipka. Họ đã tiến hành thành công một cuộc phản công chiếm lại một số vị trí ở phía bắc khu định cư và thiết lập vùng đệm bên cạnh các vị trí của Nga. Mặt khác, lực lượng của Nga dường như đã bị suy yếu đáng kể. Sự xuống cấp của các đơn vị Nga trên thực địa cùng với việc lực lượng dự bị của họ đã được chuyển đến các khu vực khác, có thể cho phép các lực lượng Ukraine có không khí tích cực hơn. Bối cảnh hiện tại có thể cho phép người Ukraine tăng cường mức độ của các biện pháp đối phó bằng cách đánh bật lực lượng Nga khỏi các vị trí phía trước Liman, Pesci và Vinshana khiến người Nga thậm chí còn mất đất sau các hoạt động tấn công của họ. Và thưa quý vị, tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại!